Tí, đi ra ngoài. Ra đây làm gì? Mày này, tao hỏi mày chuyện này nhá. Chuyện gì vậy? Chuyện tao và Nga yêu nhau, mày thấy sao? À, tình yêu thì cũng như chiếc bánh gato thôi mà. Ai hợp thì có thể ăn, còn ai không hợp thì cho cũng chẳng thèm. Mà đặc biệt lại là người yêu của bạn thì cho tao, tao không bao giờ tao động vào. Mày lại nhắc tới bánh gato, món ăn khoái khẩu của tao thời sinh viên đấy. Bánh gato thì đơn giản, chút nữa tao mời mày đi ăn. Mà sắp tới tao đi Mỹ rồi, vậy là thời gian tao với mày cũng không có nhiều. Tối nay nhá. Vậy ạ. À? Ok. Ơi. Để đi. Ồ, nhanh thế à? Anh rồi. Vậy bạn ở đây nhá. Vợ chồng tôi về trước. Rồi có gì để tối tôi ăn luôn. À, mày về nhá. Nhìn hai đứa mày đẹp đôi thật. Chúc hai đứa hạnh phúc. Em này, tính ra 2 năm cũng nhanh em nhỉ. Mới ngày nào mình còn yêu nhau mà bây giờ anh cảm thấy rất là hạnh phúc. Cảm ơn em rất nhiều. Hôm nay em muốn chúc mừng anh thì đã lên chức trưởng phòng ở tuổi 30 và lên chức bố. Em nói sao? Em có bầu 8 tuần rồi. Trời ơi. Em không nói dối anh chứ? Thật mà, 8 tuần. Anh cảm ơn em rất nhiều. Oh yeah! Hôm nay anh sẽ mời cả gia đình nhà mình đi ăn một bữa, coi như chúc mừng thành viên mới, được không? Yeah! Mẹ ơi, sao bố không tỉnh dậy đấy mẹ? Con có muốn bố tỉnh dậy với con không? Có. Nhưng sao bố không nói chuyện với con nghe hả mẹ? Chào con. Chào chú gọi ai ạ? Mẹ ơi, nhà mình có khách. Ô, anh Hùng à? Anh về lâu chưa ạ? Ừ, anh về tối hôm qua. Hôm nay sang đây luôn. Công ty lớn thế này rồi cơ à? Anh đi cũng hơn 5 năm rồi còn gì. À, quên, để em lấy nước cho anh uống nhá. Anh uống nước đi. Con vào nhà chơi nhé. Anh uống nước đi. À, Hòa đâu rồi em? Anh Hòa ở trong phòng. Để em dẫn anh vào.
Hoa, mày dậy đi chứ. Tao về rồi đây. Từ ngày anh ấy bị tai nạn, anh ấy sống thực vật như thế này đấy. Bác sĩ bảo cũng có thể anh ấy sẽ tỉnh lại. Nhưng suốt 6 năm nay, hai mẹ con em chỉ có được thân xác anh ấy mà không có được tâm hồn. Hay là để anh đưa Hòa sang Mỹ xem sao. Bên đó điều kiện tốt, biết đâu sẽ khả quan hơn em ạ. Thôi anh ạ, như vậy phiền anh quá. Mà bác sĩ cũng nói là việc tỉnh lại hay không là do nội lực của anh ấy. Ừ, anh cũng mong Hòa sớm bình phục. Thế bình thường thì ai sẽ là người trông Hòa vậy? Bình thường thì đi làm em vẫn tranh thủ về. Nhưng mà đợt này em cũng hơi nhiều việc ấy, nên là đang tính thuê giúp việc anh ạ. Thôi em ạ, anh mới về cũng nhiều thời gian rảnh. Anh sẽ thường xuyên qua giúp em chăm sóc Hòa. Thôi anh ạ, em thấy như vậy phiền anh quá. Phiền gì đâu em, anh với Hòa là chỗ bạn thân thiết mà. Dạ, vâng ạ. Trước trong lớp mình có 3 đứa, tao, mày với cả cái Nga. Bố nó khó tính thế mà mày vẫn lấy được nó, tao phục mày. Tao cũng mong mày sớm tỉnh dậy. Chứ thế này thì tao với Nga buồn lắm. Hòa, cô Tí ngủ chưa anh? Cô Tí ngủ rồi em ạ. Em đi đâu mà say như này vậy? Em đi gặp đối tác và em ký được một hợp đồng rất lớn. Muộn rồi, em đi nghỉ đi em. Em say quá. Để anh đưa em về phòng nhé. Tí, chỗ mày chơi đây à? Bỏ ra. Đi ra ngoài. Con thích ở đây trông bố. Trông nom cái gì? Cút ra ngoài kia. Nhanh lên. Vớ va vớ vẩn. Hết trò nghịch. Con với chả cái Tống về nhà nội bây giờ chứ lại.
Alo, anh Hùng à? Anh Hòa đi đâu mất rồi ạ? Vâng, vâng, vâng. Anh ơi, không tìm thấy anh Hòa đâu cả. Em lo quá. Em thử nghĩ xem còn nơi nào Hòa có thể đến không? À, em biết rồi. Anh đi theo em. Em à, nơi đây là nơi gắn liền kỷ niệm của hai ta. Ngày xưa cũng tại nơi này, em và anh đã có những giây phút hạnh phúc. Và anh nghĩ rằng mình sẽ mãi bên nhau. Nhưng điều đó giờ đây không còn nữa. Cảm ơn em những ngày qua đã ở bên cạnh anh, đã cho anh những giây phút hạnh phúc, cho anh cảm giác may mắn khi được làm bố. Một lần nữa thân gửi tới em lời tạm biệt. Chúc hai người hạnh phúc. Rất nhiều kỷ niệm của em và anh ấy. Nhanh thật đấy. Cũng đã gần một năm kể từ ngày anh ấy đi rồi. Hôm nay lại là sinh nhật của anh ấy. Ngày xưa cứ mỗi lần sinh nhật anh ấy, bọn em thường vui từ đây. Mặc dù bây giờ anh ấy không còn ở đây nữa, nhưng mà không sao. Em à, thực ra ngày trước anh rất có tình cảm với em, nhưng Hòa lại là người đến trước, nên tình cảm đó anh chỉ biết cất giấu trong lòng. Nhưng dù sao, anh cũng đã có em rồi. Ngày đó, thực ra người mà em có tình cảm trước là anh. Nhưng mà tại vì anh biết rồi đấy, anh thua anh Hòa vì anh nhút nhát quá. Giá như ngày đó anh là bố thằng Tí, phải tốt hơn không? Trước mỗi lần sinh nhật Hòa, anh đều mua dành tặng cậu ấy một chiếc bánh ngọt. Bởi vì Hòa rất thích ăn bánh ngọt. Nhưng bây giờ, giá như... Đúng. Giá như... Giá như thời gian quay trở lại, thì tôi đã vun đắp hạnh phúc cho hai người. Để bây giờ, tôi không phải khổ đau như thế này. Đúng. Cuộc đời của tôi không may mắn, nhưng tôi rất may mắn vì thấy được bộ mặt thật của hai người. Hồng ạ, tao cảm ơn mày đã nhớ tới ngày sinh nhật của tao. Đúng, tao rất thích ăn bánh ngọt, nhưng giờ nó không hợp khẩu vị của tao nữa rồi. Mày nói đúng. Chuyện tình cảm cũng như chiếc bánh ngọt, ai hợp khẩu vị thì muốn ăn, còn ai không hợp, có cho cũng chẳng thèm. Còn bây giờ tao chán món bánh ngọt này lắm rồi. Chúc hai người hạnh phúc.